Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến để ủng hộ chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất là nhiều những thông tin thú vị xoay quanh cuộc sống đúng không nào? Vậy thì video clip lần này chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi cập nhật những thông tin thật sự thú vị. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút tự chung bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel kênh Ẩn Số Thế Giới. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là mắc hai loại bệnh ung thư từ hồi trẻ đến già, cụ bà 80 tuổi vẫn khỏe mạnh, thần thái, rạng rỡ, sống khỏe mạnh, đừng bi quan nhé các bạn, một lời khuyên rất chân thành. Ung thư đúng là căn bệnh đáng sợ, nhưng các mẹ cũng đừng quá bi quan. Vì mình thấy có rất là nhiều trường hợp bị ung thư có thể chữa được và sống thêm rất lâu đấy, như trường hợp mình vừa đọc trên báo ngày hôm nay đây này. Cụ bà 80 tuổi từng 2 lần bị ung thư lúc trẻ, nhưng tới giờ bà vẫn sống khỏe mạnh, hồng hào, rạng rỡ và có một tinh thần rất là tuyệt vời. Cụ bà 80 tuổi từng bị chuẩn đoán ung thư tới 2 lần khi còn trẻ. Cụ bà Henny Zitaki bị chuẩn đoán ung thư vú vào năm 32 tuổi. Sau đó bà đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bên vú phải dù đang là mẹ của 3 đứa con. Tưởng chừng lúc đó bà đã cắt đứt được ung thư rồi, nhưng tới năm 48 tuổi bà lại tiếp tục bị chuẩn đoán là mắc ung thư buồng trứng giai đoạn thứ 4. Thời điểm nghe tin bà vô cùng sốc và sợ hãi. Bà lại nói rằng tại sao tôi lại có thể bị ung thư lần thứ 2 trong cuộc đời như thế này, bà Helen tự hỏi. Khác với lần thứ nhất, khi bị chuẩn đoán ung thư lần thứ 2, bà đã ở giai đoạn thứ 4, cơ hội không nhiều như lần thứ nhất. Đặc biệt, ung thư buồng trứng đã di căn rất phức tạp ở phần bụng dưới. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và chỉ loại bỏ được 90% tế bào ung thư. Họ nói bà cần tiến hành làm hóa trị. Vào năm 1980, việc điều trị ung thư quả thực là một thử thách rất lớn hơn hiện nay rất là nhiều. Ngay cả bản thân bà, Helen cũng không tin mình có thể vượt qua nổi được căn bệnh di căn ung thư này. Bởi vì tôi đã đánh bại bệnh ung thư một lần, cơ hội sống sót ở lần thứ hai là rất ít, theo bà chia sẻ. Tuy nhiên, bà vẫn không khuất phục trước căn bệnh nguy hiểm này. Mỗi ngày, bà Helen phải thực hiện hóa trị kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ. Tôi không thể hoàn thành đợt hóa trị cuối cùng vì lượng bạch cầu của tôi giảm quá thấp, bà chia sẻ. Bác sĩ điều trị cũng nói rằng đợt hóa trị cuối cùng có thể gây hại nhiều hơn là có ích. Do đó, ông đã ngừng liệu pháp sớm hơn 1 tháng. Thời điểm đó, bác sĩ không nói cụ thể là bà sẽ sống thêm được bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, cả tôi và ông ấy đều hiểu rằng tôi chỉ còn 6 tháng, bà Helen kể lại. Bà Helen là nguồn cảm hứng khi chiến thắng hai căn bệnh ung thư cho tất cả mọi người. Khi biết mình bị bệnh, bà Helen vô cùng suy sụp, bà cảm thấy bất lực và mệt mỏi, chán nản, dường như mọi thứ đều sụp đổ. Điều này khiến người thân của bà vô cùng xót xa và lo lắng. Cũng may bà nhận được sự động viên của cô con gái lớn rằng mẹ không thể bỏ cuộc, mẹ đã sống lâu hơn bác sĩ nghĩ, mẹ đã sống lâu hơn bác sĩ dự đoán rồi cơ mà. Mẹ nghe lời nói của bà con gái, bà như choàng tỉnh vì bác sĩ dự đoán tôi chỉ sống được vài tháng, vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây, quả thực rất là tuyệt vời. Giống như võ sĩ Nguyễn Quyền Anh trong những hiệp cuối của trận đấu, tôi triệu hồi năng lượng mà tôi không hề biết là mình có. Tôi thề sẽ không chỉ đấu một hiệp nữa mà sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi đã thắng ung thư một lần nữa và tôi sẽ làm được một lần nữa, bà mẹ ba con này cho hay. Sau đó bà Helen bắt đầu tìm hiểu những cách khác nhau để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Phẫu thuật và hóa trị là hai phần quan trọng trong kế hoạch điều trị ung thư, nhưng tôi biết rằng mình không thể ngồi im và chỉ phụ thuộc vào bác sĩ, người phụ nữ kể lại với một tinh thần tuyệt vời. Trong năm đầu tiên sau phẫu thuật, bà gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng là lúc bà tự hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân mình, nuôi dưỡng bản thân và tập trung vào người thân yêu, tích cực rèn luyện sức khỏe một cách thường xuyên. Tôi ngủ và nghỉ rất nhiều, bà tâm sự. Bà cũng bắt đầu uống nước ép trái cây, chủ yếu là cà rốt và thêm tỏi hoặc táo.
Duy trì thói quen này mỗi ngày khiến bà cảm thấy có năng lượng hơn hẳn và rất dễ tiêu hóa. Nhờ thói quen sống lành mạnh nên bà cảm thấy ngày một tốt hơn. Ngoài ra bà cũng luôn giữ suy nghĩ tích cực, đôi khi bà còn quên luôn việc mình đang bị ung thư nữa. 31 năm sau ung thư bà vẫn sống khỏe mạnh đến già. Thời gian cứ thế trôi đi, đến nay đã qua 31 năm kể từ khi bà biết mình bị bệnh ung thư thứ hai. Thế nhưng bà vẫn mang nụ cười rạng rỡ, da dẻ hồng hào dù đã bước sang ở tuổi 80, một độ tuổi mà rất nhiều người đã về bên kia của thế giới rồi. Các bác sĩ gọi trường hợp của bà Helen là một phép màu y học không thể tin nổi. Từ đây bà cũng muốn khuyên một lời khuyên chân thành với những ai đang mắc bệnh và phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác này. Đó chính là hãy cố gắng, hãy có tinh thần lạc quan, hãy suy nghĩ tích cực. Bởi vì tôi làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Bà nhấn mạnh một cách rất hào hùng và chi tiết là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, thần dược không mất tiền giảm đến 78% nguy cơ ung thư phổi. Như bài viết ở trên, bà đã có một ý chí rất là sắt đá và kiên cường và có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Chính vì vậy, bà đã chống được bệnh căn ung thư quái ác mà rất nhiều người sợ hãi. Tuy nhiên, kết quả cho thấy rằng tập thể dục thì có tác dụng rất là tuyệt vời, nó có tác dụng khó ngờ lên phổi và ruột của một người. Với bệnh ung thư, những người tập luyện siêng năng nhất có thể giảm tới 78% nguy cơ ung thư phổi và 61% nguy cơ ung thư ruột. Nguyên nhân là tập thể dục giúp thực phẩm di chuyển thuận lợi qua đường tiêu hóa, giúp giảm thời gian bất kỳ hóa chất độc hại nào trong chất thải của con người tiếp xúc với ruột và điều này làm giảm bệnh ung thư. Thể dục tốt cho tim, phổi, hệ thống miễn dịch và những điều đó giúp đẩy lùi dạng bệnh gây ám ảnh này. Ngoài ra, nếu bạn lỡ mắc căn bệnh ung thư ruột, người tập thể dục siêng năng có thể giảm tới 90% nguy cơ tử vong do căn bệnh quái ác này gây ra. Một thử nghiệm khác được áp dụng cho bệnh nhân ung thư vú hoặc ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả ban đầu cho thấy thể dục thực sự là một phương pháp hữu hiệu để chống chọi với căn bệnh này và việc điều trị hơn giảm hẳn sự mệt mỏi khi áp dụng các liệu pháp trị bệnh. Chỉ nên cẩn trọng với các bệnh nhân mà bệnh nhân ung thư đã di căn qua xương, do đó có thể tăng nguy cơ gãy xương, các nhà khoa học khuyến cáo. Nghiên cứu và công bố trên tạp chí khoa học của nước Mỹ cho thấy rằng đây là một kết quả đáng mừng, bởi hai dạng ung thư nói trên là những sát thủ đáng gờm. Thống kê tại Mỹ cho thấy ung thư phổi giết chết người trưởng thành nhiều hơn bất kỳ dạng căn bệnh nào khác và chỉ trong năm ngoái đã chịu trách nhiệm cho khoảng 1,8 triệu ca tử vong, rất là kinh khủng khiếp. Trong khi đó, ung thư ruột, còn gọi là ung thư đại trực tràng, là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng thứ 3 của Mỹ. Hiệp hội ung thư Mỹ thống kê rằng ung thư ruột sẽ giết chết hơn 50 triệu người chỉ trong vòng một số năm tới đây. Trên đây mình đã chia sẻ những cái cách mà có thể giúp bạn phòng ngừa và chống căn bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất. Nếu tất cả mọi người thấy video này của mình hay hữu ích, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin hay hữu ích nhất trên kênh Ẩn Số Thế Giới. Và các bạn luôn luôn phải có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống, suy nghĩ tích cực, yêu đời hơn thì các bạn mới có thể chống được căn bệnh ung thư quái ác này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.